Nếu mà có ai hỏi mình rằng cái app học luật giao thông nào tốt nhất thì mình sẽ tự tin trả lời ngay với bạn rằng đó là cái app ôn thi giấy phép lái xe 600 câu với cái giao diện trực quan, dễ dùng, miễn phí và nó có đủ các hạng giấy phép lái xe từ A1 tới hạng F và cái việc hiển thị quảng cáo của nó cũng không quá khó chịu. Và cũng chính nhờ cái app này mà mình đã thi được giấy phép lái xe hạng B2 ngay từ cái lần thi đầu tiên. App này thì đang có mặt trên cả iOS và Android và được rất nhiều người lựa chọn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tìm kiếm và chúng ta sẽ cài đặt cái app này vào. Thì như của mình đang sử dụng một cái máy Android, mình sẽ tìm ở trên CH Play. Thì các bạn vào đây, các bạn tìm cho mình cái từ khóa đó là GPLX. Đó là cái viết tắt của cái từ giấy phép lái xe 600 câu là nó sẽ ra. Thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó có cái app là ôn thi giấy phép lái xe 600 câu. Và các bạn lưu ý nhé, cái nhà sản xuất phải là Waterphone thì nó mới là chính xác. Và để kiểm tra kỹ hơn ấy, thì các bạn xem cái lượt tải xuống của nó là 1 triệu lượt tải xuống. Một cái con số rất khủng dành cho một cái app tiếng Việt. Đó thì sau khi chúng ta tải và cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở lên. Thì các bạn nhìn thấy rằng cái giao diện của nó nhìn rất là thoáng, được chia ra từng ô một. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cái hạng giấy phép lái xe mà chúng ta muốn học. Thì các bạn bấm cho mình vào cái phần bánh răng ở góc trên cùng đây. Đó, nó có A1, A2, A3 và kẹp xuống đây. Nó có bằng F là cái bằng mà lái xe rơ móc hay là cái xe container mà chúng ta hay được gọi đấy. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ chọn bằng B2 là cái bằng mà nhiều người lựa chọn nhất. Và mình sẽ giải thích chi tiết từng cái phần này. Thì cái mục đề ngẫu nhiên, tức là ở trên cái app này nó sẽ random cho chúng ta những cái đề thi mặc định ngẫu nhiên để chúng ta có thể là thực hiện những cái thao tác để chúng ta thi thử đó. Và trên này nó có rất là nhiều đề khác nhau. Mình sẽ quay trở lại và mình sẽ nói cho các bạn về cái phần thi theo bộ đề. Ở trên này nó sẽ có 18 cái đề thi khác nhau, tương tự như cái con số khi mà chúng ta đi thi thật. Các bạn có thể làm đề số 1, đề số 2, đề số 3 thứ. Các bạn làm sao để khi mà các bạn thấy 18 đề nó đều đạt được cái kết quả đủ để cho các bạn đạt điểm để vượt qua cái vòng thi lý thuyết. Tiếp theo nhé, thì bây giờ là cái phần mà xem câu bị sai. Thì khi mà các bạn hay trả lời những câu mà bị sai nhiều ấy thì nó sẽ hiển thị ở đây để các bạn có thể ôn lại những cái câu mà mình hay mắc phải để chúng ta có thể nhớ hơn và khi vào phòng thi thì chúng ta không bị run nữa. Ở phần ôn tập câu hỏi đây thì nó sẽ liệt kê toàn bộ 600 cái câu hỏi theo bộ đề của Bộ Giao thông Vận tải. Các bạn nhìn thấy này, nó được chia theo từng mục này. Đầu tiên là toàn bộ này, tiếp theo là khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ gồm có 166 câu, nghiệp vụ vận tải 26 câu, văn hóa đạo đức nghề nghiệp khi lái xe là 21, kỹ thuật lái xe 56, cấu tạo và sửa chữa xe là 35, hệ thống biển báo đường bộ, các thế xa hình và các câu hỏi về mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Đó. Tiếp theo thì ở phía dưới sẽ là cái mục để chúng ta xem những cái biển báo. Thì ở đây mình thấy các biển báo rất là chi tiết. Các bạn này, kéo xuống nó có rất là nhiều loại biển báo khác nhau. Và ở mỗi cái biển báo thì người ta sẽ giải thích từng cái biển báo để chúng ta hiểu những cái biển báo này. Và khi mà lái xe trên đường thì chúng ta bắt buộc phải hiểu những biển báo để thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để tránh bị phạt tiền. Mình sẽ quay lại phần này. Phần mẹo ghi nhớ này là sẽ phù hợp dành cho những bạn nào mà thích học mẹo với cái phương châm là miễn làm sao để thi được đỗ bằng là được. Đó thì cái phần mẹo này sẽ hữu ích cho các bạn như thế. Mình quay trở lại phần này. Phần 60 câu điểm liệt thì đây là cái mà chúng ta cần rất quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta làm đề thi chỉ cần sai một câu này thôi là chúng ta sẽ bị loại luôn. Không cần biết là chúng ta làm đúng bao nhiêu câu đó. Và các bạn cần nên ôn thật kỹ ở cái mục mà 60 câu điểm liệt như thế này. Tiếp theo là top 50 câu sai. Thì ở đây cái app họ sẽ liệt kê dựa trên cái dữ liệu của 1 triệu người đã tải xuống là 50 câu mà mọi người hay làm sai nhất để chúng ta ôn vào, chúng ta luyện thật kỹ để khi mà vào phòng thi thì chúng ta cái câu này là chúng ta đã ôn tập rất kỹ rồi, chúng ta đã làm nhiều lần rồi và chúng ta sẽ không mắc phải những cái lỗi này nữa. Cái điểm mà mình thích trên cái app này đó chính là cái giao diện trực quan, ai nhìn vào cũng hiểu, không cần phải giải thích gì nhiều hay là hướng dẫn cái cách sử dụng nhiều. Ngoài ra thì nó cũng có những cái mục như là mẹo ghi nhớ hay là top những cái câu hỏi mà hay bị sai nhất để giúp chúng ta có thể ôn tập kỹ lưỡng hơn vào những cái câu đó. Vì là app miễn phí nên chắc chắn sẽ có quảng cáo. Được cái là nhà phát triển cũng biết cách chèn quảng cáo làm sao cho hợp lý để nó không gây cái sự quá khó chịu cho người dùng. Tuy nhiên, nếu mà có thêm cái gói trả phí để tắt toàn bộ quảng cáo đi thì mình cũng như là một số người chắc chắn sẽ lựa chọn cái này để cho cái quá trình học tập của chúng ta nó được thuận tiện và được vui vẻ hơn rất là nhiều. Nếu bạn đang muốn thi bằng lái xe bất kể hạng nào đấy nữa, từ hạng A đến hạng F, thì các bạn có thể lựa chọn cái app ôn thi 600 câu hỏi này.
nó rất là tiện dụng. Cái việc học lý thuyết của mình cũng rất là nhàn, cứ khi nào mà rảnh ấy thì mình sẽ mở cái app này lên và mình học. Và đến khi mà chuẩn bị thi rồi thì mình sẽ mở app và mình học tất cả những cái đề thi 1-2 lần, mình làm đảm bảo sao để đủ cái điểm đó. Và hôm đi thi rất là ngon lành, mình đã làm được gần như là tuyệt đối tất cả các câu hỏi. Cái việc học lý thuyết không có gì là quá khó khăn, nên mình hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ không mất tiền để chúng ta chạy lý thuyết. Trong cái quá trình sử dụng cái app này, hoặc là các bạn gặp một câu hỏi nào đấy cảm giác khó hiểu, thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới phần video này, mình sẽ giải đáp để giúp cho các bạn có thể học được nhanh chóng và được thuận tiện hơn.